các giấc mơ của quan chức tử và quan ngự thiện. Khi quan chức tử và quan ngự thiện của vua Pharaoh bị giam tù, Giuse cắt nghĩa các giấc mơ của họ. Khi Giuse ở trong tù, Chúa ở với ông. Viên cai tù tin tưởng cậu và đặt cậu trông coi các tù nhân khác và các công việc hàng ngày của nhà tù. Một hôm, có hai tù nhân mới bị Pharaoh tống giam. Lúc đó là quan chức tử và quan ngự thiện của vua. Một hôm, Giuse thấy hai tù nhân mới này có vẻ thiểu não. Sao hai anh ủ rũ thế? Hai chúng tôi vừa có một giấc mộng, họ đáp. Nhưng không có ai giải mộng cho chúng tôi. Hãy kể lại giấc mơ của hai anh, Giuse nói. Thiên Chúa có thể giải mộng. Quan chức tử kể trước. Trong giấc mơ, tôi thấy một cây nho có ba cành. Nó vừa đâm chồi liền nở một bông rồi thành trái chín. Chén của Pharaoh ở trong tay tôi. Tôi lấy các trái nho vắt vào chén của Pharaoh và dâng cho vua. Chúa giúp Giuse cắt nghĩa giấc mộng. Ba cành nho là ba ngày. Trong ba ngày nữa Pharaoh sẽ phục chức cho anh. Anh sẽ lại là quan chức tử của vua. Rồi Giuse xin quan chức tử giới thiệu mình với Pharaoh. Tôi đã bị bắt đem đi khỏi đất của người Do Thái và tôi cũng không hề làm điều gì đáng phải nhốt trong tù. Rồi quan ngự thiện kể giấc mộng của mình. Trên đầu tôi có ba cái giỏ bánh. Trong giỏ trên cùng có đủ loại bánh cho Pharaoh. Nhưng bầy chim đến ăn hết bánh trong giỏ. Giuse đưa tin khủng khiếp cho quan ngự thiện. Ba giỏ bánh là ba ngày. Sau ba ngày nữa, Pharaoh sẽ treo đầu ông lên và cắm thân ông vào một cái sào. Và bầy chim sẽ đến rỉa thịt ông. Ba ngày sau là sinh nhật Pharaoh. Vua mở tiệc đãi các quan. Vua truyền cho quan chức tử và quan ngự thiện tới trình diện. Hai người lập tức được thả tù để đến trình diện Pharaoh dự tiệc với tất cả các khách. Pharaoh tha cho quan chức tử và phục chức cho ông. Rồi vua ra lệnh hành quyết quan ngự thiện đúng như Giuse đã báo trước. Sau khi quan chức tử được phục chức, ông ta hoàn toàn quên Giuse và không nói gì với Pharaoh về lời xin của Giuse.